Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Châu Phú triển khai sâu rộng có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, tạo sự khởi sắc về kinh tế xã hội ở nông thôn. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Châu Phú đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao. Giai đoạn 2019-2022, toàn huyện Châu Phú có hơn 16.000 lượt nông dân giỏi các cấp. Các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao, góp phần phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Cụ thể, trong 3 năm qua, toàn huyện đã chuyển đổi được 1.500 hectare đất sản xuất 3 vụ lúa một năm sang lập vườn trồng cam trái, tăng gần 500 hectare so với năm 2019. Đồng thời, xuất hiện nhiều mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thực tế của địa phương, như mô hình kinh tế hợp tác, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình vườn cam trái, sản xuất đa canh, chăn nuôi, dần dần. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn tạo việc làm cho hàng ngàn lượt lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực tham gia công tác giảm nghèo, xã hội từ thiện và xây dựng nông thôn mới.